bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kẽm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Optimum Gold mới dễ tiêu hóa, tăng thêm 20% DHA từ tảo và dầu cá cùng lutein giúp phát triển não bộ chiều cao và tăng sức đề kháng. Optimum Gold mới được công nhận bởi UCAS Anh Quốc, bé hấp thu khỏe, phát triển trí não tốt hơn. Kính chào quý vị và các bạn. Đã có những sự thay đổi về thời tiết ở cả hai nửa của đất nước trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở miền Nam, mây nhiều lên, thế nên là nắng không còn chói chang như là mọi ngày nữa. Trong khi đó thì ở miền Bắc và Bắc miền Trung, do có một lượng ẩm lớn từ biển thổi vào đã gây ra sương mù cho nhiều tỉnh thành. 2-3 ngày tới thì cả miền Bắc và Bắc miền Trung vẫn sẽ có sương mù và thời gian sương tồn tại khá lâu, có thể là từ chiều tối của ngày hôm trước cho đến 9-10 giờ sáng của ngày hôm sau, và sương thì sẽ làm cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 1-4 km. Riêng ở phía Đông Bắc Bộ cũng như ven biển của Bắc miền Trung sẽ có những điểm sương dày làm cho tầm nhìn xa giảm xuống còn dưới 1 km. Trước khi sương quay trở lại vào buổi tối, dự báo trong chiều nay miền Bắc vẫn sẽ chủ đạo là nhiều mây, vài nơi xuất hiện mưa nhỏ. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố khác sẽ dao động là từ 22 đến 24 độ, trời lạnh. Xuống nửa phía Nam, riêng Đà Nẵng có lúc có mưa nhỏ, 25 độ. Trái lại thì Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết cũng như là các thành phố của Tây Nguyên như Pleiku hay là Buôn Ma Thuột, trời hoàn toàn là nắng ráo, nhiệt độ vì thế cũng cao hơn, dao động là từ 26 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ đôi lúc có mây nên nhiệt độ chiều nay giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ và khó có điểm nào cao 34 độ nữa. Chỉ một vài thành phố như là thành phố Thủ Dầu Một hay thành phố Hồ Chí Minh xấp xỉ 33 độ, còn lại những nơi khác sẽ phổ biến 31-32 độ. Về thời tiết biển, trong ngày hôm nay, chỉ riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau là còn gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các vùng biển khác, từ ven bờ ra đến ngoài khơi của hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió đều không quá cấp 5, ít mưa và tầm nhìn xa là trên 10 km. Khu vực quanh hai huyện đảo Phú Quốc và Thổ Chu, gió ổn định cấp 4, cấp 5 và trời nắng. Và kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều nay.